Con hiểu. Nhưng mà miệng nhà đó phân dân ta sẽ có năm thịt hùng là nhìn nhà na yên năm thịt hùng năm thịt băng nhìn mùa yên hùng đó thịt hùng hiệu quả cả đoàn vừa nếu như chia cua nằm kiến sẽ bổ sản phẩm cho có cua cũng đều vườn cua một kiến nó còn yên nhiều mắt cha nằm kiến yên vườn sản phẩm cho cả môn nằm cả môn đi kia mà này thì cái vùng vùng mang tên bài hoa đi mình có dẻo buồn nhé đúng nhé có mình có dẻo lắm thì mình thảo thổ công khâu có cho được bài hề băng kiến dạo và băng kiến xin để kiểm khác thì quen kiểu khâu có tại thì con nắm tới dẻo mà đấy thì con vừa nắm tới dẻo là mình khâu hả con vừa dẻo là thì dùng qua tụ cho thổ mình dẻo thì qua mình mang tới tôm giang xí lô hai mình mang tới chén nhân rưỡi nhân toàn quá là mình dạo em mang tới khói lên hai anh chén nó mình dạo nó kia mình dạo chén thắm tại ở mấy cái nó thắm quá rưỡi chúng tôi lên nó mang đúng rồi mang đi vô phải biểu mang tụt đố anh nói tên dạo anh chị thì đúng quân chế dùng nhân đóng hai rưỡi hả nếu đúng rồi bôi hoa như kia so như vào con thảo mình hãy chịu cho mày mình hãy chịu cho the sermon title is which way are you going là cả bữa mày mình hãy chịu cho trang bữa bảo dung và phi năng nghiệp bảo dung xuống rồi bảo dạy nghiệp nó kiểm soát như hòa dạy mẹ là anh xin bữa cho dung nghiệp miền nó xin anh xin bữa bảo nghiệp miền là bữa tỏ dung miền thì thôi sẽ ở nhà mà thâu khỏi bữa bảo nhé của cần cả túc bảo năm cá nhân nặng hay cần bảo nhung về nhỏ này thì luôn tỏ vừa thì thôi con thảo đúng không rồi tỏ con thảo mày hỏi mình hai tiếp châu thì tôi nhắc phải vừa chi tủ miền họ vừa chi tủ miền bộ bề đúng không bộ bề là tổ kiến đúng không miền thì thòng tiếp châu dày dẻo tiêu chó của tụi mình pháo tiêu chó mình pháo nó tụi bèo mẹ ngon của bất kỳ tụi mình của pháo mẹ pháo bèo tiêu để ở trái tiêu nè dây bất kỳ tụi mình để ở búng dây bất kỳ pháo của mình chó thế là vua kỳ tụi mình của tụi mày kiên tẩy tàu mày đi tiêu chó thì là miền nam của kiên mày tiêu chó kiên vua tụi mình kiên mình pháo tiêu phái là lỗng có dẻo tiêu nó vua à chủ ngã cái nhà kia nọ thì cho con ăn nó nếu mà chúng ta hiểu vua là cả vua mình hãy tiếp cho cho con vua mình vào tiêu na vua mình vào mình bảo tiêu na vua mình lớn là xem vua mình chủ cho à để vua mình trái tiêu na na vua dìa bật cho chăng như cho vô nhen à điều nắm dày nắm dày bao nhiêu cho tiêu na có chú ý ở đây thôi à mình hiểu không quân già quân chủ tế là trắng nằm của dân mà tốt suy đào à hát này vừa tổ kiến sâu mà cả ở dân vừa sinh dung sâu Psalm 1:1-6 sinh dung tại nhất trang thì nhất dầm thật tổ lùi dầm quá tôi ta tổ kiến sâu dân tại nhất trang đó sinh dung tại nhất trang tại nhất dầm thật tổ lùi dầm Psalm Chapter 1, verse 1 to 6. Các chiến on lò. Thầy yết diệm. Mà on lò nhé miên. Xe máy hoàng miên hỏa miên. Nhé chạy ế. Máy giang truy miên nhé chào bìa. Và máy chào hút. Kinh hùng nhé miên. Chuẩn kéo giang. Tại nhé. Tạo dù anh nên làm thế. Chiếu nhé lệ lạc. Chiếu ý phê phán. Nên nhé lệ phàm nên xây thắng tiêu giáng choáng vua đổ lên chiếu trang hồ xuất tiêu nom nhà mấy gai yếm nên gió nhẹ nhúng nhùng tu lỏng tập phế bàn miền ngoài miền trung mấy tháng này nên vua xây thắng biết chủ giáo quần giá nên ngó tầm tháo xiêm chú ý nhẹ trang hồ miền ngoài miền ói chủ thiên hùng tình chú ý chú ý miền già máy tu sao cấp chút
nhẹ khu miền yếm tà lùa về chủ chiếu chiếu cầu khu miền nhẹ cháu mũ bà ô miền nhẹ cháu lầu xuống ở chủ miền ô miền cháu lầu ở chủ miền xuống ở chủ miền nà bố lãnh chiến tín hùng ạ bốn bố xuyên khảo tín hùng ta thì bố bố tu bên khu miền bố tu bên tổng hòa mũ chủ tín hùng hiểu bố tổ truy miền mũ chủ tín hùng hiểu bố tổ hòa nhé miền bố bố bên khu miền miền mùa à kì số con bố bố tổ khu miền này bố mai oi yang miền hòa miền nhé cho bìa bố mai xóa miền hòa miền yang nè bây giờ cho bìa sẽ bắt thỏ nó nó kì số hắn nó con sẽ lấy yếp bố yếp nhé giả tòi ạ nên sống mái xa như cháu nên sống hòa mi cháu anh này là tài dụa yếp là tài ở đâu là tài hiểu yếp phải tài dụng yếp xa nên mình xa nên cháu nà yếp ứng tùng cháu anh hòa mi ạ tài yếp cháu xa nên cháu nó bố tỏng mi ạ yếp tỏng mi ạ xa chân là sẽ dàng miền miền hòa miền như cháu cháu bìa bố bến khu miền bố hai miền dàng miền hòa miền cháu bìa tại kiến sơ ra con ta sẽ tổ nhém bà những giày con phát tao à miền hòa miền xe tổ à nó vừa gió ót xỉu tế quá bố gió ót xỉu giày con sổ bùa mà nó gió ót xỉu quá nó bùa mũ hoàng tiên hùng quá nó bùa khi miền bàm thiên hùng khi tiên hùng quá à nó mắng phàm mùa miền mũ tế quá tổng tế xe miền hòa miền nó bùa nhớ hoài nhớ chiếu cái kiến sơ hiểu miền hòa miền và mấy mấy sáu vất tình huống như miền dọn cháu dặn con một bền khu miền như hai là con vất tình huống nó như ở chủ xím gọi và như chủ ở chủ đốt chát như như duy như chủ kể chứ như chủ tụt sàn nó vất tình huống như chủ tụt sàn nó tật giáo tình huống thật con và con như kể yếm chẳng tài ba miền vất tình huống mà ba miền giáo tình huống thật con là như giả cho con à rồi hoa như như là những giấy xé như số miền à có những xé số miền như chỗ ở chỗ ở bổ thiên hùng như số bổ như số là nó to như số thật có là yếm sao nó vừa quất thiên hùng yếm sao nó vừa quất thiên hùng như như miền mà vừa đến khu miền cũng sao quất thiên hùng như miền sẽ thằng nó nó vừa xả yé vừa nó vừa bài bên miền nó vừa to vừa thật có xé như số miền á nó sẽ số miền á xén kế miền á chúng mình xén như số sẽ số miền á nên bùa ông thắng giàng miền giàng chỉ biết bông à nó bùa con nào nó bùn bùa nó vất 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 thì bùn à nó bền vất thì bùn xe như quả xe con sẽ số miền là mắc ăn chảy thì bùn là sớm chảy bùn nhẹ miền sớm chảy để ông thái nó bùa con nó bùa vất thì bùn ăn nó con nếu hay nào y yếm thiên cái thế này ông thái nó bùa sản nó bớt xôm, sản nó con thể hoạ, ai yếm vất thì hùng, yếm sào nó bùa, tổng vất thì hùng, tại miền này yếm sào. Thế là mười hai hai tao con, mười hai tao vất thì hùng, mười hai chủ đúng không? Tổ thì hùng, mười hai chủ con nam sinh kiến yếm vất tại quân nó bùa hải, quân niên hải đều niên niên sửa hải tiền vất thì hùng, ăn no rồi bốn sào. À quân, quái chủ tao duẩn bố quái chủ là giảm chiếu như này là. Tao duẩn nên là hãy siêu như đây là hãy siêu yếp phê phán như thế này nói chỗ hòa con tạo bùa và siêu yếp phê phán hòa chân hòa đi dù hãy nói con tắm xe hát bùa đồng đoàn chẳng kì xin là sáu tiêu quang hòa quá bùa sáu tiêu quang hòa xe nó dần dặm chất tiêu hùng như thế này bố chịu yếp phê phán bố chẳng cái tình huống như lấy như nhỏ bố bùng khoảng nhỏ bố sẽ giết xuống miền là hăng nó bố hát chủ giảm tình huống như lấy yếm như ngọn phám hát chả nhận thăm chứ có nhé nhỏ quá em chịu yếp phê phán thế hăng nó thế sẽ hòa ôm ta ở bên dung ôm ta như hòa và chịu yếp phê phán là mẹ hát chủ nhưng tôi là cố tình huống như hòa mẹ chủ giảm chân tần tần liệu chứ nhé tình huống như hòa hắn vừa to thì dầm trên số ta dầm trên dầm bên ngọn phám tập phám trang vô hai tập phám trang thì vừa dầm mà giết xuống đồ nàng hắn nùng điên nhiên xin cho nên đồ toàn sẽ phun niềm vua hãy tao sẽ hãy tao xin khảo nên đồ toàn máy chủ miệng mà tôi hiểu như mạng
xây bùa bùa xóm nhiều thì so tật phòng chứ giờ bây giờ mỏng phám chiều gì phải phám thế là bữa táo dưỡng bữa tụt số này bữa giảm đến đây là thế là bữa bữa xây nát tiểu tiếng nó có số khu miền nát tiểu tiếng nó xuống thì tổ đen nó và bà quê miền mấy quan quê miền miền ngoài miền trung mấy tháng này số con bữa bên khu miền bữa xuống tiếng hàng tiếng phòng tổ đen nó tại nhiệm nhé bà ngoài cái miền dưới thằng nó thì số con xây là bữa cũng số họ xì thang nó bấm mai nhiệm đi chó nó bấm mai rồi tu quân dụng nó quay chó nó bấm hại xéo hại nó bấm hại bế hại như vậy bà miền miền ngoài miền trung mấy tháng này niệm bữa xây thang hàng biết chủ giá quần giá miền nó nó sẽ có ông tập quân bùa tham thảo này tế hỏa này tổ nhé môn nhé quân bùa nó là bùa sớm nhé quả miền nó quân tham biết nó giá quần mình hài hên có biết quân sinh có biết là hên có biết là giá quần tôi là giá yết tài ở đây miền phải tham bùa xin biểu á bùa xin biểu bùa tổ biểu gì biểu máu để xuất dành đó giá quần mình miền cho như đó thì cái đĩa đuôi đuôi quá biểu máu chủ máu số mạng rồi nhỉ thằng nó bố quần quần biểu là thằng nó bố xin biểu thằng nó thằng nào quân vua màu tao biết vậy thằng nó miền hòa miền nó hỏi thằng biết nó quần dán rồi mình thảo xếp chú ý nhé cho hồ ní thằng nó miền hòa miền hỏi chủ kết hôn tình chú ý chú ý miền nhà mất tốt sáu các chút nhẹ khu miền yếm bên chú ý miền nó à buồn tệ đó và cú miền à nên hoài nó nên thất sáu bộ cấp tuân bộ yên nên tệ yếm như vậy để cho nó có niềm sống họ niềm sầu khi thì thu miền niềm khi vất thì thu miền niềm mắng qua mười miền miền nên tái miền với miền niềm do miền với miền nó không nó tốt sáu bộ yếm là truy miền à mất tốt sáu bộ cú miền cấp tuân yếm trên tổ nào về chút xíu xíu cầu cú miền nhẹ kéo bà miền hòa miền nhẹ giao lộ xuống ở trung miền mùa mùa xiên thì luôn mùa tu khu thì giao ở bút giang thì giao sẽ lỏng bà miền hòa miền sẽ nhẹ giao ở trung miền sẽ về nơi miền ở trung miền về tây nguyên miền à bút phá thiên toàn mùa tu nhiều nhiều nhân nhiều phải ngon nó là bút về luôn lỏng nhung quá bút dẫn thang bia bút dẫn bên sủng giao bút dẫn bên hay giá phuần bút mi là vừa xem nhất su là số năm nó introduction nó quan thảo ta miền chốn mai y tiếp giáo giang hỏi chủ kiến là vừa chủ kiến mảng cá mày hỏi giang tiêu miếng nó cháu bà dùng con nó cùng mày tiêu chó lắm mày hỏi giang tiêu rồi có mày giang phải tiêu nào mày miền chủ cú tiêu cháu lộ à bà có mày miền cô tiêu nó mà mình chủ tài nhu áo thế này y tiêu mà chủ kiến tiêu yếu số miền every man has only two alternatives from which to choose the way he will go vừa tàu miền nó vừa chủ kiến tàu miền chẳng xếp vừa chủ kiến kiến tiêu tàu vừa dàng tàu vừa dàng bóng tiêu sinh xin dung tại yết trang kinh sơ à yên là xin dung sơ na tại yết trang na quán thao hiểu vua hỏi chủ kiến y tiểu giáo nhiên mạng kiến y tiểu giáo nhiên mạng nên hắn là quán mình kiến nên hiểu vua kiến rồi tại yết dùng thiên hùng mất tiêu giáo yên mất tiết tế yên thật phá miệng mất thiên hùng mất tiêu giáo the way of the Gali was 1-3 yam ta farm yam te yam ta farm yam min kin hu pung wa ti cho wa yam nai yam wa ye mien pu nyu wa chua tai pun goi yam wa ye mien pu nyu chua pun goi ye bo yam ye bo ti dai bo yam sian mien nai bo tin hu ye bo pen wa ye mien pa ye bo yam yam vừa xiên như xu như chợ hội vừa xuất tài quân gọi nhỉ
bụt kiên lũng thịt chó. Xoay ba miền khi bố ở xoay ba miền quán bố bố yàng ngoại tiêu phái xoay ba miền quán bố bố yàng nó tâm dĩa bố chủ nó bốn hiếu nó bốn hiếu thì nó sẽ nên nó bố quán là phên bố tự nhất tiêu à tự nhất nhu này lấy nó yếm ngoại yếm miền của nhỏ kiên xuất tài như phùn gọi thì có yên chào ngoại con được. It is marked by a separation from evil. Evil sẽ bền quá. Ố, ố hả nhé, vô tạo miễn. Ố hả nhé, vô dụng xì. Chỗ evil như miễn. Chẳng hòa con tổ nhỏ. Con vừa bền evil nó vừa bền chiếu hả nhé miễn, tổ hả nhé miễn. Nó dụng miễn sẽ con tạo. Hàng xa tán nó tổ, hàng xa tán nó chiếu. Nó là yên bi tạo dưỡng ăn hay. Chiếu như thế là chiếu dễ phê phán nhưng ta nhẹ dàng quá. We have to mark by a devotion to the word, to the word of God. Chiếu dễ phê phán cha dễ đoán chắc quả chiếu hòa chiếu dễ phê phán chân hòa này quán devotion devotion nung đoán giản có thể xin ta bố tổ kinh sâu. Nếu vừa mà devotion nó sao thì nó quán hòa vừa tập cao với cháu quá vừa mình ngủi với cháu hồ nó vừa cho hắn nó cháu các vừa vừa mình ngủi biểu ngủi này hắn vừa thảo mình mắc vào ngủi đó nông đoàn nó có quán ở chủ nhà mình tập cao mà chúng sang giáo tập cao ấy nông đoàn xỉa nó cháu hồ chỉ xin ta mình tập cao nó sẽ bền devotion nó sẽ bền chẳng thảo thì vùng như hòa chiêu dễ phê phán cháu vừa như giảm kinh sâu như chẳng hồ giống nào bùa mình ngủi mà nó dùng devotion quân bùa bùi kinh sâu như chẳng hồ quân bùa bùi tạc cáo anh chó quân bùa giống bùa có mấy bùa hát tao mình ngủi nhé quân bùa hiếu mẹ bảm cái mình quân tế bùa ở chủ điều lễ bê chẳng hồ tài chó chẳng hồ tài mình điều lộn hại quân bùa nông đoàn mình ngủi này sẽ hoàn toàn quyền sẽ nông đoàn mà tổ kinh sâu mà chào tạc cáo mà ta phải sáng đạo ta cao chỉ xin tại vua mình vua sẽ bài toàn vua nếu ta cao bà vua mình nhận hạ như tôi để bài á chỗ bài để bài vua anh chào để tăng mà nên chế hoạch sáu nói vua anh chào để tăng liệu vua em mà tôi để bài sáu khác phải vua anh chào liệu tôi để bài liệu nếu vua anh mà tôi để bài thì vua em phá liệu mình quê á nó bây giờ con yêu vua hoang tạo vua là quân vua bên devotion nhân chẳng hồ vua chủ cháu chinh quang hỏa chủ thông như là xì hoa nãy sẽ thiên hùng xe quân vua như phú yên tập pha miệng quá. It is marked by the blessing of God. Thiên hùng xe phú quân vua tổng hay nhung thiên hùng như phú yên vua tập tàu với lại chiếc tu yên tập yết nhung quá mài quân như tổng mài quân như tổng chân hòa như sắp stability when you talk ta nhẹ nhung chẳng biểu kết faithfulness chẳng biểu kết ta phạm mai nhau cha mai nhau cha with authority ta phê nhung tuân nhuân joy thế mà các tuân nhuân joy success chẳng hòa đây cũng tệ là vừa làm ham nhẹ tòng vừa thì luôn dạy buồn với nhà phụ bây giờ tao miền nam cũng mà nam kia dùng em tao xăm rồi phải yên sao thì mà nam kia dùng buồn vừa hay chẳng cho con vừa mà uất nhà tòng xiên uất thì luôn vừa mà chẳng biểu kít vừa chụp chẳng biểu kít mà xiên phim vừa hay thèm tôi cần tao tao tôi cần tao rồi ta xiên đi xô xiên thì luôn còn nếu muốn cái tôi xiên tệ quá vừa chẳng biểu kít vừa hay chụp thèm nhìn hay mà xiên phim thèm nhìn tao cáo vừa xiên điều thì luôn tệ na bố xiên đảng thế nào hay thế căn tạo tạc cao bố chẳng biểu kích dạy em nào bố mà nhau có liên miên nhạc chẳng biểu kích em nào là bố quả bố chỗ nhân sĩ bố chỗ miên biểu chỗ kích nào chẳng biểu kích như thế này nó quả bố chỗ nhân sĩ mặc đồ mai để quân bố thế tôi nó bố on với nhau chỉ tài nó bố ảnh hang bố nó hỏi hang bố nó là bố biểu kích ta phê nhung tôi nhuôn roi thế quá bố xiên thì nó bố xiên tôi nhuôn nó kinh nhuôn lông thế mà success như thế tuân yun dành nhé, nó mai ta phải tụt xây tiền tụt tuân yun,
yếm hát xe nghe coi yếm xuyên tôi nhuôn rẻ lo yếm hát xe nghe yếm hát tôi cả năng nó bẩm bớt thoai bua rụt thoai bua rụt xe mạng cả yếm hát xe tôi nhuôn nó hải phái mày hát tôi mình kinh tòng nhé phái kinh sơ vã mày hát tao hả mình mày ngay con cần tao mày tôi mình kinh tòng yếm tôi mình ha yếm tôi mình kinh tòng mày tôi mình mày có mày tôi mình hay yếm tôi mình vướng hai ông con cần tao vướng hai con hát tao tôi mình thiên tôn hát tao ấm mi bốn hai con một con xuôi nó bị xiềng phim vượt kiên sôi anh mà chơi có bộ mặt xiềng phim miền vừa ăn to vừa mặt xiềng phim miền miền quân vừa ăn hai xiềng hang tàn hang năm vừa nó xiềng nó à mà xiềng phim muốn tế à tụt tài vừa mặt xiềng phim muốn tế anh nói kiên sôi giàu vừa nó con ta nhẹ nhung mấy giây thiên hương nhẹ buông mấy giây thiên hương buông nhân ta về ta tao tuổi già quá. The way of the godly, the way of the godly. Không phải chạy thiên đường cùng yếm e, yếm nên bua dấu như gì, xe ta cảng dấu, nhiệt tế à, máy phi hành. Sẽ không là bua mất chạy xiềng thiên đường cùng nó, anh nó, mất chạy xiềng thiên đường nghe nghe cho nó anh nó bua dấu như gì, à, bua quẹt là bua dấu như gì, ta cảng dày miệng, nhiệt tế ấm tối bua xiềng như xu nghe cho. Nó chế xu như miền gió hả nhông giảm miền như miền gió hả nhông anh nhiệt tế ấm tòi thế này gà đi ăn gà đi nó bua gió ta cảm hai anh quang thảo yếm nhìn bua gió như xì xê ta cảm gió nhiệt tế mắc phi thăng quân bua mạng thảo quang opposite hả it is opposite in character to that of the righteous of the righteous opposite. Nhiều bữa con tôi chỗ họ mình cho tôi bèn phim mình cho mà nhiều bữa chỗ là opposite nhỏ. Thế mấy mấy tháng vừa thế mấy cần dùng này opposite opposite là sẽ có thảo cam thảo im lùng thảo hoài giang thảo hoàng opposite mình cho tất cả mình cho tất tất cả chỗ mình cho nà bua bua chỗ giang gan xiên như chỗ bua chỗ mỏng nu tế chỗ mỏng anh nói à bua xiên ta bua chỗ giang giang sao mỏng phi năng cam sao im nhẫn phi năng mẹ nhẫn tu im mẹ nhẫn mà y nhẫn tu y nhẫn cam anh nói cam sao im phi năng chang sao chang gái à chang im phi năng hàng mà hàng sao mấy phi năng hê nằng gan chỗ hiểu hiểu hê chỗ ta hiểu hàng chỗ giang chỗ tuổi hiểu hàng là tên nó tên opposite cho kiếm nói à b chúa thọ sẽ mùi nhân hoài à chủ mà tất cả số như như cho xuất tài và quân thảo số hoài như miền nhưng số máy bay phim như cho với nhung suy máy bay phim như cho nhung suy sẽ kiếm nói thì con the end in a manner that is opposite to that of the righteous. Luôn luôn cho chuyện như cho, cho mấy bạn phim như cho, nó một quạt quạt, tất cả cho mẹ, opposite mẹ, nó sẽ bình thẳng tế. Sẽ mùi, nhà bùa bùa mùa tòi, mẹ mùa tòi. Mày yếm nái nế, bàm kênh nế, mày yếm nái bàm kênh nế, sẽ cùng mà y tìm cho năng, sẽ có mày, mày đồn nhé, kênh hệ của tiêu dạng, cứ tiêu cho rằng mày hai miền tốt thảo tiền toàn tiền hùng quá ta nhẹ nhung mà sẽ có mày kiến huệ hoài nhé chẳng nhẹ với tiêu rằng nó hỏi miền thảo hỏi miền thảo tề nhuận thảo tổ khói nhẹ mùa kiến rằng chẳng nhẹ của mình thì cho sẽ miền thảo tề nhuận thảo tổ khói yếm mua ngả cái nhà tía cùng xin cùng thiện nhắm tổ khoai sẽ năng lao cùng xin cùng thiện nhắm ngả cái nhà tía tu khâu hải yếm mua tía tu khâu hải cả nhà tía là biển mua yếm mua thảo bơ bỏ xe bùa y nát bàm kên bùa tổ kên khu khu thì cho rằng khu khu rằng thì cho đến lồng thì cho sẽ quan thảo khu rằng thì cho nát kiến sơ quan và yên là con thảo con ạ mình chẳng nghe phụ giang những cái cho mà nó lại lấy bên chủ
cũng hề hài hát tao giàu miền quá tiêu hát tao giàu tiêu bà tổ á phải tại nhau tiêu á nặng bền miền á ai giờ phải nghe là miền thì cho miền tổ á chỉ số cái giàu thì cho miền tổ sẽ tổng bùa nô nói xiên thì luôn tai á xiên đảng thì luôn nghe miền tổ nghe chỉ số thì luôn bùa chết bùa các mà mang xiên miền á mang xiên bùa miền mang xiên làm miền xiên yết suy miền bà xiên miền miền sáng hài xiên đảng dễ miền quá xiên đảng cũng phải có quyết chính ông quá quyết chính quá để bùa xiên đảng kia miền cũng có tổ nữa bùa nát mai nhung mới là mai nhung là xiên thiếu miền lắm giống thôi như là lùng hoài là bán hoa bô ghe hả là bên chủ lúc xiên đảng cũng dây yếm muốn liều nên là cái béo bà du không cho được bái là làm tạm miền chỉ cho hoàng hải xe bô ghe để con tổ nữa bùa có những số miền đó thằng nó này cả nhà ông thám giả miền giả chỉ được bông nằm một con nó sẽ có tổ vất thì luôn kia thì luôn hàng trăm thì sau con nó và bốn thằng nó cũng sợ nó bố vất thì luôn thế là anh trinh họ bây giờ kinh sơ và đừng lại thôi thùng sẽ phúc quân bùa hay kiên y tìm cho tôi đúng tiêu quốc giang họ nào thôi thùng sẽ phúc